Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày ngày 11 tháng 2 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách hàng đến từ Kinh Môn, Hải Dương. Anh về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh ngày hôm nay lựa chọn được hai chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng cung cấp là hai chiếc máy có mã hiệu Mitsu, hàng chân voi, và hai số mã hiệu là 103 và 175 theo cửa hàng đánh số để cho quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp hơn. Vâng, bên cửa hàng thì trong những ngày tới tiếp tục vẫn những chiếc máy hút ẩm cập bến với cửa hàng, và có những chiếc máy còn mới tinh được sản xuất năm 2019. Vâng, đây là hai chiếc máy hút ẩm được những người anh em đã đánh giá về sản phẩm này rất là cao. Có dung tích hút là 18 lít trên một ngày. Vâng, đây là chiếc này thì 175 cũng mới về này. Và chiếc 103 thì cũng về với cửa hàng được một thời gian rồi. Chiếc này thì có dung tích hút là 14 lít. Vâng, hiện diện tại cửa hàng thì cửa hàng được chào đón thêm một vị khách hàng đến với cửa hàng thì trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc các bác cũng đã lựa chọn được thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Vậy âm thanh Lê Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho quý vị và các bạn đang theo dõi kênh được biết hai chiếc máy hút ẩm mang mã số 103 và 175 cũng đã có chủ. Vâng, chiếc máy 176 vừa về trong buổi tối ngày hôm qua thì là chiếc máy sáp. Hai công dụng là vừa lọc khí vừa hút ẩm. Chiếc này thì rất là đẹp này. 176. Vâng, vậy âm thanh Lê Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.